Xin kính chào quý vị và các bạn. Trận đấu sắp diễn ra trên sân vận động Saun bin Abdurrahman ở Qatar là trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Coes trong khuôn khổ của bảng D vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2024. U23 Việt Nam và U23 Coes chưa từng đối đầu nhau nên trận mở màn của giải U23 châu Á 2024 này càng có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt ra là phải có điểm, thậm chí là 3 điểm. Nhưng điều này cũng không dễ dàng khi mà U23 Coes không phải là đối thủ dễ bắt nạt và mục tiêu của họ đặt ra cũng là thắng ở trận đấu này. Khi mà cả hai đội đều cùng muốn thắng nên trận đấu sẽ hứa hẹn đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ với những pha bóng hấp dẫn và quyết liệt. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi cổ vũ cho đội nhà, chúng tôi sẽ cung cấp nhanh một số thông tin về đối thủ U23 Coes và tình hình đội tuyển trẻ của chúng ta trước khi trận đấu diễn ra. Có thể nói ở bảng D là bảng đấu vừa sức đối với đội tuyển U23 Việt Nam khi mà đối thủ của chúng ta là U23 Singapore và U23 Coes. Còn lại thì U23 Uzbekistan là đội mạnh nhất bảng đấu. Trận đầu ra quân này, U23 Việt Nam gặp Coes được coi là đội yếu nhất bảng đấu. Kết quả thi đấu gần nhất đối với thầy trò huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Emiliano Pessi là tại ASEAN 19 hồi tháng 9 năm 2023 vừa qua. Họ đã phải dừng bước từ vòng bảng sau khi thua 0-9 trước Hàn Quốc và họ có hai trận hòa cùng tỷ số 1 đều trước Bahrain và Thái Lan. Gần đây thì U23 Coes có trận giao hữu với Bahrain và kết quả được giữ kín. Còn hồi tháng 1 năm 2024, U23 Coes đã thua U23 Thái Lan với tỷ số 2-4 trong chuyến tập huấn tại Thái Lan. Có thể nói là trong 5 trận đấu chính thức gần đây nhất thì U23 Coes chưa có trận thắng nào. Họ chỉ có hòa và thua thôi. Dẫu thế không thể đánh giá là họ là một đội bóng yếu vì U23 Coes cũng đã từng hòa với Iraq, hòa với Bahrain và cả với Thái Lan. Đến với giải đấu này thì U23 Coes không có sự chuẩn bị tốt do liên đoàn bóng đá Coes không đặt mục tiêu cho U23 Coes ở giải đấu năm nay. Vì vậy mà các đội bóng trong nước không đồng ý nhả quân sớm và huấn luyện viên Emilio Pessi cùng các học trò của ông chỉ có 1 tuần để chuẩn bị và không thể thi đấu giao hữu trước giải đấu. Nếu tính theo bảng xếp hạng FIFA dành cho các đội tuyển cấp quốc gia thì đội tuyển quốc gia Coes đang có thứ hạng thấp nhất là 139. Tiếp đó là Malaysia là 138, còn Việt Nam thứ hạng 115. Và ở bảng này thì cao nhất là đội tuyển quốc gia Uzbekistan xếp hạng thứ 64. Như vậy có thể nói là U23 Coes được xem là đối thủ dễ chịu đối với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đặc điểm của U23 Coes là có lực lượng các cầu thủ thi đấu hoàn toàn ở trong nước, cho nên những thông tin về các cầu thủ của đội bóng này là rất hạn chế. Những gương mặt nổi bật của U23 Coes có thể kể đến là tiền đạo Badan Asalama. Tuy nhiên tiền đạo này mới bị chấn thương và không thể thi đấu trong 2 tháng này. Các gương mặt còn lại nổi bật ở các tuyến trong sơ đồ quen thuộc của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha là sơ đồ 4-3-3 sẽ là những cái tên sau đây. Trong khung thành là thủ môn Abdurrahman Kamil, thủ môn sinh năm 2001, hiện nay đang có giá trị cao nhất trong đội hình của U23 Coes với giá là 325.000 euro. Phía trên ở hàng thủ sẽ chơi với 4 hậu vệ, trong đó thì nổi bật với 3 cái tên sau đây. Thứ nhất là trung vệ Abdulaziz Mourad sinh năm 2001, một cầu thủ chơi tốt ở vị trí trung vệ cũng như là hậu vệ cánh trái. Trung vệ thứ hai là Yusuf Al-Hakan, sinh năm 2002, có chiều cao 1m74. Cầu thủ này cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Hậu vệ cánh trái là Mohsan Fallah, sinh năm 2004, có chiều cao 1m73. Anh này cũng là một hạt nhân chính trong hàng thủ của U23 Coes. Với hàng tiền vệ 3 người, trong đội hình của U23 Coes sẽ nổi bật là hai cái tên sau đây. Một là tiền vệ phòng ngự Mahin Dasti, sinh năm 2001, có chiều cao 1m73. Anh này có thể chơi tốt cả vị trí hậu vệ cánh phải hoặc là tiền vệ phòng ngự cũng như là tiền vệ trung tâm. Là một trong những cầu thủ nổi bật khi mà mới 22 tuổi đã đá hơn 15 trận cho đội tuyển quốc gia nước này.
Anh ta lại vừa cùng với đội tuyển Coes thi đấu hai trận gặp Qatar ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á vừa qua. Một tiền vệ nữa là Hussein Askanani, sinh năm 2002, cao 1m84. Anh này cũng chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự và tiền vệ trung tâm. Hussein Askanani là cầu thủ có khả năng thu hồi bóng và tung ra những đường chuyền phát động tấn công rất tốt. Anh ta sẽ là người cầm nhịp cho cả đội bóng. Bởi vậy, hàng tiền vệ của U23 Việt Nam cần bắt chặt người châm ngòi nguy hiểm này ngay từ giữa sân. Ở hàng tiền đạo sẽ có 3 tiền đạo, trong đó có hai cái tên nổi bật, đó là tiền đạo Saman Awadhi, sinh năm 2001, có chiều cao 1m76. Anh này có thể chơi tốt ở mọi vị trí trên hàng công. Còn tiền đạo trung tâm thứ hai đó là Abrahim Kamin, sinh năm 2002, có chiều cao 1m78. Cầu thủ này có kỹ thuật cá nhân rất tốt với cái chân trái rất là khéo léo. Nhìn chung, U23 Coes dù không phải là đội được đánh giá cao nhưng mà qua các trận đấu gần đây cho thấy họ có lối chơi tốc độ, kỹ thuật và đa dạng trong tấn công. Họ vừa có thể chơi bóng ngắn ban bật nhanh, khoét và nách trung lộ, vừa có thể chơi bóng dài, tạt cánh. Tiền đạo là những cầu thủ nhanh nhẹn, khéo léo và dứt điểm tốt. Trong đội hình thì có những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. U23 Coes có một số điểm yếu nổi lên, đó là chiều cao trung bình của họ là 1m76. Bởi vậy thì không chiến là điểm yếu của họ. Những trận đấu vừa qua cho thấy hàng phòng ngự cũng là điểm yếu rất lớn khi mà họ bị thủng lưới khá nhiều. Với thời gian hợp luyện khá ít trước khi vào trận đấu này, nên khả năng phối hợp của các cầu thủ sẽ không được đánh giá cao. Về phía đội tuyển U23 Việt Nam, bước vào giải đấu này có sự thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng như là Thanh Nhàn, Minh Trọng hay là Phan Tuấn Tài do bị chấn thương. Tuy nhiên, những cầu thủ trẻ đã được ông Philippe Chuyê đưa lên tuyển quốc gia Việt Nam còn lại sẽ là những nhân tố trụ cột như là Đình Bắc, Thái Sơn, Quất Văn Khang, Hồ Văn Cường. Ngoài ra thì còn nhiều cầu thủ đã chơi bóng thành công ở các giải trẻ trong khu vực những năm gần đây, hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong giải đấu năm nay như Quốc Việt, Văn Trường, Duy Cương, vân vân. Với đội hình thi đấu 3-4-3, nhân sự sẽ được bố trí như sau. Ở trong khung gỗ là thủ môn Quan Văn Trần, người đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây. Bộ ba trung vệ phía trên đó là người chơi bên phải là Lương Duy Cương, chơi bên trái là Nguyễn Ngọc Thắng và trung vệ ở giữa là Lê Nguyên Hoàng. Vị trí trung vệ này chúng ta còn có các cầu thủ như Nguyễn Hồng Phúc, Trần Quang Thịnh. Ở hàng hậu vệ, cặp đôi hậu vệ sẽ là chơi bên trái là Khuất Văn Khang, chơi bên phải là Hồ Văn Cường. Hàng tiền vệ, cặp tiền vệ trung tâm bên trái là Nguyễn Đức Phú, bên phải là Nguyễn Thái Sơn. Ngoài ra chúng ta còn có Hoàng Văn Toản, Nguyễn Đức Việt, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Văn Trường. Tiền vệ tấn công cánh phải là Bùi Vĩ Hào. Tiền vệ tấn công cánh trái là Nguyễn Quốc Việt. Chơi cao nhất trên hàng tiền đạo có lẽ là Nguyễn Đình Bắc hoặc là Võ Nguyên Hoàng. Vị trí này chúng ta còn có Nguyễn Văn Tùng. Khi gặp đội U23 Coes được đánh giá là yếu hơn, mặc dù phải tôn trọng đối thủ bằng cách tổ chức phòng ngự chắc chắn, nhưng mà U23 Việt Nam chắc chắn sẽ phải chơi kiểm soát bóng tấn công. Lối chơi này vốn được định hình từ thời ông Philippe Chuyê, và dưới bàn tay của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chắc chắn sẽ có những miếng đánh hiểm bằng những đường ban bật nhanh, nhuyễn, tấn công thẳng vào trung lộ. Tấn công biên, tạt cánh cũng sẽ phát huy thế mạnh khi đối thủ hạn chế về chiều cao. Ngoài ra, tận dụng những tình huống bóng chết để phát huy khả năng đá phạt của Khuất Văn Khang hay là khả năng ném bóng biên của Đình Bắc và các tiền đạo có chiều cao tốt ở trong đội hình sẽ đem lại những tình huống ghi bàn cho đội tuyển U23 Việt Nam. Dự đoán tỷ số trận đấu sẽ là 2-1 nghiêng về các cầu thủ trẻ của chúng ta. Trên đây là tổng hợp các nhận định của các chuyên gia về hai đội bóng trước trận đấu tối nay vào lúc 22h30 ngày 17 tháng 4 năm 2024. Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên TV qua kênh VTV5. Quý vị và các bạn có thể cổ vũ cho đội nhà khi xem trên YouTube bằng đường link mà chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị ở phần mô tả của video này khi mà trận đấu diễn ra. Quý vị hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ miễn phí và không bỏ lỡ các trận đấu của U23 Việt Nam tại giải bóng này. Một lần nữa xin kính chào và hẹn cùng quý vị và các bạn cổ vũ cho đội tuyển yêu quý của chúng ta trên chính kênh YouTube này. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.